Tiếp tục cập nhật những thông tin sự kiện đang được quan tâm. Mời quý vị và các bạn cùng đến với chương trình Người đưa tin 24 giờ. Chương trình được phát sóng trực tiếp hàng ngày trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Hôm nay thứ Hai ngày 14 tháng 11 năm 2022, chương trình sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tai nạn trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, hai người tử vong. Mưa lớn gây sạt lở đất và ngập lụt tại Phú Yên. Người dân Đồng Nai mong chờ dự án xây hàng rào điện tử bảo vệ voi rừng. Cháy cửa hàng quần áo tại Hưng Yên, 4 người thoát nạn. Bắt 4 đối tượng chở gần 2 tấn pháo hoa nổ về Lâm Đồng tiêu thụ. Hà Giang bước vào mùa tam giác mạch. Mời quý vị bắt đầu theo dõi chương trình. Trên đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, đoạn qua địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa hai xe tải, làm hai người tử vong. Ghi nhận vào sáng sớm ngày hôm nay. Thông tin ban đầu, vào khoảng 1 giờ sáng nay, một xe tải đang lưu thông trên cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương, khi đi qua đoạn thuộc địa bàn xã Nhị Thành, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, bất ngờ tông vào đuôi xe tải đang lưu thông cùng chiều phía trước. Va chạm mạnh khiến cho phần đầu xe bị biến dạng, tài xế cùng với phụ xe kẹt cứng trong cabin và tử vong sau đó. Vụ tai nạn cũng làm nhiều phương tiện lưu thông ngang qua khu vực bị ùn tắc kéo dài. Nhận tin báo, đơn vị quản lý tuyến cao tốc thành phố Hồ Chí Minh Trung Lương đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ có liên quan tiến hành điều tiết giao thông và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Vào chiều tối qua, trên đường tỉnh 866 đoạn qua địa bàn xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang đã xảy ra vụ va chạm giao thông giữa hai xe máy. Hậu quả của vụ tai nạn làm cho 3 người nhập viện cấp cứu, phương tiện bị hư hỏng sau tai nạn. Theo người dân chứng kiến vụ tai nạn kể lại, vào khoảng 18 giờ cùng ngày, xe máy mang biển kiểm soát 63V41528 do một người phụ nữ khoảng hơn 40 tuổi điều khiển, chở theo cháu gái hơn 10 tuổi, lưu thông trên đường tỉnh 866, hướng từ quốc lộ 1A về xã Tân Lý Đông. Trong khi xe đang đi qua đoạn địa bàn ấp Tân Thạnh, xã Tân Lý Tây, huyện Châu Thành, thì người phụ nữ dừng phương tiện chờ qua đường. Cùng thời điểm này, xe máy mang biển kiểm soát 63K13852 do một người đàn ông hơn 50 tuổi điều khiển đang lưu thông cùng chiều từ phía sau chờ tới, bất ngờ va chạm vào xe máy của người phụ nữ. Cú va chạm mạnh khiến cả 3 người cùng phương tiện té ngã xuống đường bị thương, được người dân đưa đến bệnh viện cấp cứu. Nhận được tin báo, đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành phối hợp với công an xã Tân Lý Tây có mặt điều tiết giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Chuyển sang ghi nhận về ảnh hưởng của mưa lũ. Thưa quý vị, tại Phú Yên, mưa lớn trên diện rộng kéo dài từ tối 12 tháng 11 đến chiều tối qua đã gây sạt lở đất và ngập cục bộ nhiều nơi trên địa bàn. Lực lượng chức năng và các địa phương đang đảm bảo giao thông, khắc phục sạt lở. Sạt lở đất đã xảy ra tại thôn Cần Lương, xã An Dân, huyện Tuy An. Ngôi nhà của gia đình bà Đào Thị Tuyết bị sập vách tường phía sau và gây rạn nứt kết cấu nhà. Bà Tuyết và con trai bị đất và tường nhà sập đè trúng, đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Quy Nhơn. Theo Ủy ban Nhân dân huyện Tuy An, hiện trên địa bàn còn có 11 điểm khu dân cư ở 5 xã, thị trấn có khả năng bị sạt lở. Đối với những vị trí xung yếu, chính quyền các địa phương đã chuẩn bị phương án di dời người dân đến nơi an toàn. Ở khu vực này thì có 5 hộ, 5 nhà có nguy cơ sạt lở, thì khả năng cao thì có 2 hộ. Thì địa phương cũng đã vận động di dời 2 hộ này tới vị trí an toàn. Ngoài sạt lở, mưa lớn xảy ra trên diện rộng từ ngày 12 tháng 11, cũng gây ngập lụt tại một số khu dân cư ở vùng trũng thấp thuộc các xã An Hiệp và An Định của huyện Tuy An. Một số tuyến đường giao thông liên huyện từ Tuy An đi Đồng Xuân và từ Đồng Xuân đi thị xã Sông Cầu cũng bị ngập. Chính quyền các địa phương đã cử lực lượng canh chốt ở những vị trí ngập lụt để hướng dẫn người dân qua lại an toàn. Quý vị đang theo dõi chương trình Người đưa tin 24 giờ của Đài truyền hình Vĩnh Long. Sau đây là những thông tin sẽ có trong phần tiếp theo. Người dân Đồng Nai mong chờ dự án xây hàng rào điện tử bảo vệ voi rừng. Cháy cửa hàng quần áo tại Hưng Yên, 4 người thoát nạn. Bắt 4 đối tượng chở gần 2 tấn pháo hoa nổ về Lâm Đồng tiêu thụ. Hà Giang bước vào mùa tam giác mạch. Mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình. Mới đây, Trung tâm Phát triển Quỹ đất huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai phối hợp với Ủy ban Nhân dân xã Tà Lài và các đơn vị liên quan
đã kiểm đếm đất đai, nhà ở, tài sản trên đất của các hộ dân có đất thu hồi để thực hiện xây dựng một số hạng mục tiếp theo bổ sung dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2014-2020. Dự án đang nhận được sự mong đợi rất lớn từ phía người dân. Bà Dương Thị Thu Sương ở ấp 4, xã Tà Lai, huyện Tân Phú có hơn 2 hectare đất trồng điều, sầu riêng và xoài. Đây là nguồn thu nhập duy nhất của gia đình trong những năm qua. Thế nhưng việc canh tác trên mảnh đất này cũng mang đến cho bà nhiều thấp thỏm, lo âu khi phải thường xuyên có sự ghé thăm của đàn voi rừng. Năm nào cũng vô hết. Năm nào cũng vô hết trơn. Có cái ba sào xài của tôi ở trước nhà làm lưới bê tông đàng hoàng, cột bê tông đàng hoàng lưới 70 mà làm tan nát hết trơn. Như sầu riêng đó, ổng đi không thì ổng nói, ổng quật ngã cây cái đứt ruột đứt gan á, mình chăm biết là bao nhiêu, trăm mấy năm trời. Nhằm hạn chế tình trạng phá hoại qua màu, đồng thời bảo vệ voi rừng, Chi cục Kiểm lâm Đồng Nai triển khai xây dựng thêm 25 km hàng rào điện tử, gồm 2 tuyến. Tuyến thứ nhất tại xã Thành Sơn, huyện Định Quán, dài khoảng 12,5 km, từ trạm Sa Mách đến trạm Đội Trường, và tuyến thứ hai tại xã Tà Lai, Cát Tiên, huyện Tân Phú, dài 12,6 km, từ chốt chính đến sông Đồng Nai. Tổng kinh phí xây dựng khoảng 14 tỷ đồng. Tôi thấy dự án này làm rất là thiết thực để bảo vệ những cái cối cây trồng của mình á, để cho nó tốt hơn. Chứ bây giờ thực tế mà nói hiện trạng bây giờ nó ngày nào nó cũng ra, nó vô, nó phá, đâm ra mùa màng mình nó cũng thất thu. Cho nên rất là hy vọng dự án này triển khai nhanh để giúp đỡ bà con vấn đề bảo vệ cây trồng một cách tốt nhất có thể. Để hình thành được cái hàng rào điện tử này là một việc làm rất là cần thiết. Tôi nghĩ rất là cần thiết để bảo vệ tài sản và tính mạng của người dân bên đất 4. Tại vì càng ngày thì cái diện tích mà lương thực để phụ cho con voi nó sẽ hạn chế, mà người dân mình trồng những cây hoa màu phù hợp với cái nhu cầu ăn uống của con voi rất là nhiều. Nên nếu chúng ta không thực hiện cái điều kiện này được thì voi sẽ tràn ra cuộc sống của người dân rất là nguy hiểm. Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai hiện có đàn voi rừng với số lượng khoảng 18 đến 19 con, trong đó có 4 đến 5 voi con. Đây là một tín hiệu đáng mừng và cho thấy hiệu quả của dự án khẩn cấp bảo tồn voi mà tỉnh này đang thực hiện. Thưa quý vị, một nông trại sử dụng nhiều loại máy móc, quy trình sản xuất hiện đại, một hệ thống vườn cây được theo dõi bằng nhật ký điện tử và một hợp tác xã kết nối những hộ gia đình cùng sản xuất trên địa bàn. Đó là những gì mà nông trại xanh Thiên Nông ở huyện Bù Gia Mập, tỉnh Bình Phước đang làm. Ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng tham quan nông trại 4.0 này. Trở về sau 10 năm sống ở nước ngoài, anh Đặng Dương Minh Quang tiếp nhận nông trại rộng 50 hectare của gia đình và chuyên tâm đầu tư vào làm nông nghiệp. Hiện nông trại của anh có 30 hectare trồng cao su, 12 hectare trồng bơ và 8 hectare trồng tiêu. Đây cũng là một trong những nông trại sử dụng máy bay không người lái để phun thuốc trị bệnh cho cây trồng. Xịt thuốc, trị bệnh, phấn trắng vàng lá hoặc là nấm hồng, chúng tôi xịt từ trên xuống dưới. Tất nhiên trong quá trình xịt thì sẽ có những cái tán lá bị che. Đây thì chúng tôi lại kết hợp sử dụng những cái máy phun để mà chúng tôi xử lý những cái chỗ nào mà rôn là không xịt tới được. Đối với khoảng 1 hecta trung bình khoảng từ 450 đến 500 cây thì tôi thu được khoảng là hơn 100 kg trên một ngày. Nếu mà cạo đây 2 thì coi như là mình cạo một tháng là 15 ngày đó. Thì còn độ thì hiện tại cao su là có độ khoảng là hơn 37 độ, 37,2 đến 37,5 độ. Tất cả các cây trồng trong vườn đều được theo dõi từ xa nhờ công nghệ IoT, Internet vạn vật, ứng dụng vào nông nghiệp. Theo đó, từng cây sẽ được đo nhiệt độ, độ ẩm và được tưới tự động. Cái mô hình canh tác như vậy thì thứ nhất là Hoàng cũng tạo được công ăn việc làm cho người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số tại địa phương. Và Hoàng cũng đang triển khai cái mô hình Farmstay, tức là du lịch sinh thái gắn việc với việc canh tác nông nghiệp. Thì cái mô hình này thì không những là sẽ giúp cho những người lao động của Hoàng có thêm cái nguồn thu nhập, mà còn giúp là bảo tồn cái văn hóa bản địa, đặc biệt là văn hóa của người Stiêng tại khu vực mà trang trại đang canh tác. Và hiện tại thì Hoàng cũng đã thành lập cái hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước. Để tiện cho công nhân làm việc tại nông trại, anh Quang đã xây dựng 3 khu nhà tập thể cho công nhân cùng gia đình ở lại. Ngoài tiền lương hàng tháng, công nhân được nuôi bò, dê bằng nguồn cỏ của nông trại và được hưởng 50% lợi nhuận. Tất cả gia đình và mọi người làm trong nông trại đều ở tại nông trại. Thì ở trong này anh em cũng ở rất là thoải mái.
Ở đây thì trường học và tất cả chợ búa gần nên là anh em ở lại đây, con cái đi học cũng gần. Thông qua cái mô hình hợp tác xã này thì Hoàng muốn thứ nhất là tạo ra một cái chuẩn đầu ra cụ thể thông qua cái phần mềm nhật ký điện tử Auto Agree dựa trên những cái đầu vào. Và sau đó thì Hoàng cũng giúp người nông dân là giảm bớt được cái khâu trung gian. Anh Hoàng cũng thường xuyên chia sẻ công thức phân bón hợp lý, quy trình chăm sóc cây theo hướng hữu cơ với những người cùng làm nông nghiệp. Nhờ thương hiệu cá nhân và đặc biệt là sự nhiệt tình hỗ trợ đối với công nhân, bà con nông dân, anh Hoàng đã được vinh danh là nông dân Việt Nam xuất sắc 2022 ở cả ba lĩnh vực khởi nghiệp, sáng chế và chuyển đổi số. Tiếp theo là ghi nhận về cháy nổ. Một cửa hàng kinh doanh quần áo tại Hưng Yên đã bốc cháy dữ dội trong đêm qua. Rất may là 4 người bên trong đã thoát khỏi đám cháy dưới sự trợ giúp của người dân. Hôm nay, Công an huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy xảy ra tại cửa hàng quần áo có địa chỉ tại 17 Phố Nối, xã Nghĩa Hiệp, huyện Yên Mỹ vào khoảng 22 giờ đêm qua. Thời điểm trên, bốn mẹ con đang ở trong cửa hàng thì khói lửa bất ngờ bùng phát. Phát hiện cháy, người mẹ đã cầu cứu, người dân xung quanh có mặt để hỗ trợ đưa cả bốn mẹ con ra ngoài an toàn trước khi ngọn lửa bùng phát dữ dội. Nhận tin báo thì lực lượng phòng cháy chữa cháy đã nhanh chóng quy động 3 xe chữa cháy cùng nhiều cán bộ chiến sĩ đến hiện trường để mà dập lửa. Và sau khoảng 45 phút thì ngọn lửa đã được khống chế. Vụ cháy đã khiến cho nhiều sản phẩm quần áo bị thiêu rụi. Nhưng cũng tại Hưng Yên thì trụ điện và đường dây điện bất ngờ bốc cháy khiến nhiều hộ dân bị mất điện nhiều giờ trong đêm. Theo ghi nhận, vào khoảng 21 giờ 20 phút tối qua, ngọn lửa bất ngờ bùng phát tại một trụ điện trên địa bàn xã Trưng Trắc, huyện Giang Long, tỉnh Hưng Yên, kèm theo tiếng nổ. Cách đó khoảng 30 mét, đường dây điện trên cao cũng bị cháy. Nhận tin báo, đội phòng cháy chữa cháy huyện Giang Long đã nhanh chóng có mặt để dập lửa. Sau khoảng 20 phút thì ngọn lửa tại cả trụ điện và đường dây điện đều được khống chế. Nhiều hộp công tơ tại trụ điện bị thiêu rụi, hàng chục hộ dân cũng bị ảnh hưởng mất điện do vụ cháy gây ra. Và ngay sau sự cố thì nhân viên điện lực đã có mặt để khắc phục sự cố. Hiện nguyên nhân của vụ cháy này đang được điều tra làm rõ. Trên lĩnh vực an ninh trật tự, tại An Giang, hai vợ chồng tổ chức cho người khác xuất nhập cảnh trái phép đã bị cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh này khởi tố và bắt tạm giam để điều tra làm rõ. Cụ thể, cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang vừa ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam Trần Thị Dọn, sinh năm 1981, trú tại An Giang, về hành vi tổ chức cho người khác xuất cảnh nhập cảnh trái phép. Theo kết quả điều tra, ngày 15 tháng 8 vừa qua, chồng của Dọn là Trương Văn Ức, sinh năm 1975, được một đối tượng sống ở Campuchia liên hệ đưa ba người nhập cảnh trái phép vào Việt Nam với tiền công là 1 triệu đồng mỗi người. Đến ngày 18 tháng 8, Ức cùng Dọn dùng xe máy chở ba người khách đến khu vực Bến Đò thuộc ấp An Hòa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang để đưa người xuất cảnh trái phép sang Campuchia thì bị lực lượng công an xã Khánh An phát hiện. Và vào ngày 31 tháng 8 năm 2022 thì cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Trương Văn Ức về hành vi tổ chức cho người xuất cảnh trái phép, nhập cảnh trái phép. Mới đây, 4 người vận chuyển tàn trữ mua bán pháo hoa nổ có trọng lượng là 1.774 kg đã bị công an tỉnh Lâm Đồng bắt giữ. Tối qua, khi một lượng lớn pháo hoa nổ được vận chuyển đến xã Tân Thanh, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng thì bị các lực lượng chức năng bắt quả tang. Phát hiện công an, nhóm người này bỏ chạy nhưng đã bị bắt giữ. Tang vật gồm 2 ô tô chất đầy pháo hoa nổ. Số pháo hoa được kiểm đếm gồm 986 bánh, mỗi bánh chứa 49 quả pháo hoa nổ. Tổng trọng lượng pháo bị bắt giữ là 1.774 kg. 4 người bị bắt giữ gồm Nguyễn Thị Phương Thảo, 27 tuổi, Mang Văn Tự, 34 tuổi, cùng trú tại huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, Phạm Anh Tịnh, 33 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai và Lê Đình Sang, 37 tuổi, trú tại tỉnh Lâm Đồng, chủ yếu sống tại Bình Phước. Sang có một tiền án và đang bị truy nã về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hà Giang không chỉ nổi tiếng với cảnh núi non hùng vĩ và sự thân thiện mộc mạc của người dân vùng cao, mà nơi đây còn khiến cho nhiều người yêu thích bởi vì qua tam giác mạch nữa. Vâng ạ, khi mà đến Hà Giang vào dịp này đó thì Thành Đô cũng như là quý khán giả sẽ bắt gặp những cánh đồng qua tam giác mạch nối nhau nhuộm thấm các sườn đồi như thế này đây. Thời gian gần đây, thảo nguyên Xuôi Thầu ở Hà Giang đã trở thành điểm đến thu hút du khách với khung cảnh nên thơ. Những ngày đầu tháng 11, Xuôi Thầu càng trở nên thơ mộng với sự xuất hiện của cánh đồng tam giác mạch trải rộng đang đồng loạt nở qua. Tháng 11 cũng là thời điểm thuận lợi để du lịch Hà Giang chiêm ngưỡng mùa hoa tam giác mạch. Để phục vụ nhu cầu của khách du lịch, người dân Hà Giang thường trồng tam giác mạch gối dụ. Vì vậy, dù dòng đời chỉ khoảng 2 tháng, nhưng tam giác mạch vẫn nở rộ trên khắp cao nguyên đá từ tháng 10 cho đến tháng 1, tháng 2 năm sau.
Từ đầu tháng 10 đến nay, gian hàng Không Đồng Chia Sẻ Yêu Thương ở Bạc Liêu đã hỗ trợ quần áo nhu yếu phẩm cho hàng trăm người dân có hoàn cảnh khó khăn đang sinh sống trên địa bàn. Gian hàng Không Đồng Chia Sẻ Yêu Thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ phường 1 thành phố Bạc Liêu tổ chức. Gian hàng hoạt động xuyên suốt từ tháng 10 cho đến tháng 12 năm nay và luân phiên đặt tại các khóm trên địa bàn của phường. Gian hàng gồm quần áo, mì gói, nhu yếu phẩm, gạo và dụng cụ học tập được vận động từ nhiều nguồn. Hoạt động trên nhằm góp phần chia sẻ, khích lệ người dân vượt qua khó khăn. Và tiếp sau đây thì Như Thanh sẽ giới thiệu đến quý khán giả cũng như là Thành Đô về một cái đoạn đường rất là đặc biệt ở Nha Trang. Vào mỗi buổi sáng thì những người thợ cắt tóc trên vỉa hè trên đường Đinh Tiên Hoàng của thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa lại bắt đầu công việc hàng ngày của mình. Và công việc đó như thế nào thưa Thành Đô? Họ lấy dụng cụ từ trên xe máy, treo chiếc gương nhỏ lên tường, bên dưới là chiếc kệ nhỏ đựng các vật dụng làm nghề là đã đủ để tạo cho khách hàng một mẫu tóc đẹp với giá cả phải chăng. Nơi đây nhờ vậy đã trở thành điểm đến của nhiều người khi muốn cắt tóc, nhất là người lao động. Đa số thợ cắt tóc ở lứa tuổi trung niên không có đủ điều kiện thuê mặt bằng hay mở tiệm riêng. Có khoảng 10 thợ cắt tóc trên tuyến đường này nên nhiều người hay gọi vui là phố hớt tóc vỉa hè. Con phố này đã hoạt động gần 20 năm nay. Điều đặc biệt là có rất nhiều vị khách vẫn chọn những salon vỉa hè thay vì những cửa hiệu sang trọng hơn. Chỉ đơn giản là vì họ thích được hít thở gió trời, nghe âm thanh đường phố và được trò chuyện với thợ cắt tóc. Với những người thợ cắt tóc tại đây, ngoài vấn đề mưu sinh thì đam mê là thứ duy nhất khiến họ không từ bỏ nghề. Đến đây chúng tôi xin kết thúc chương trình Người Đưa Tin 24 giờ trưa nay của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đồng hành với chương trình. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.